ai cũng đều cần phải dùng đá. Vì sao? Ai cũng đều cần phải dùng đá. Vì sao? Cái công trình nghiên cứu của vấn đề nhiệt độ đó, vì tôi vẫn cứ đi nói lại, nhiệt độ cơ thể con người ta là bao nhiêu độ? Thân nhiệt là bao nhiêu? Ai biết không? 37 độ. Mấy? 37 độ phải không? Hồi trước á, thời tôi đi học á, là 37 độ rưỡi. Thời này á, là 37 độ. Nhưng mọi người chưa biết đâu, bây giờ nó còn 36 độ 8. Chính xác hiện nay là 36 độ 8 của một thân nhiệt của người. Tại sao mà để hại vậy? Tại vì trái đất mình càng ngày nóng lên. Mọi người thấy nè, thấy không? Ngồi đây nói về mà mồ hôi ra thấy chưa? Mai mấy điều hòa có đó. Trong này điều hòa, trên phòng ngủ điều hòa, làm việc điều hòa, leo xe điều hòa, tất cả điều hòa. Thân nhiệt mình phải đáp ứng phù hợp với cái điều hòa đó. Và tự nhiên thân nhiệt mình tự nhiên hạ xuống cách tự nhiên. Bây giờ không còn 36 độ 8 đâu. Mình cứ nói là mình luôn luôn quan tâm sức khỏe, mình luôn luôn theo dõi. Giờ tôi thắc mọi người đây nè, có ai dám nói rằng là ngày nào mình cũng đi đo mình bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu không? Không bao giờ. Đúng không? Có thể là có những người mình chú ý với cá mình đo mạch nhịp đập tâm nhanh chậm bao nhiêu. Nhưng mà riêng nhiệt độ không ai quan tâm tới. Mà cái nhiệt độ chính là cái quan trọng hiện nay nhất của trong cơ thể mình. Chỉ cần tăng 1 độ C thôi là hoạt tính enzyme tăng lên 40%. Có nghĩa là sức đề kháng tăng lên 40%, ghê chưa? Còn người mà bị nhiệt độ mà xuống 1 độ C thì hoạt tính enzyme giảm 40%. Ở đây ai sợ lạnh? Ai hay sợ lạnh? Em hay sợ lạnh? Chị này hay sợ lạnh? Em sợ lạnh. Những người sợ lạnh nhìn mặt tê mê tê mét, tưởng đâu trắng thì có nắng đâu, mặt tái. Bây giờ mình đo nhiệt độ, giờ em có biết nhiệt độ bao nhiêu? No. Chị có biết nhiệt độ bao nhiêu? No. Thấy chưa? Sơ xuất ghê chưa? Và tôi báo cho mọi người tin mừng, sao về mình đo nhiệt độ, mình thấy mình dưới 36 độ là mình chắc chắn là sau này mình cũng ung thư. Ghê không? Đó, mà cái đây công trình nghiên cứu nghiêm túc đó nha. Dưới 36 độ C là có khả năng dễ bị ung thư. Vì sao biết không? Nhiệt độ cơ thể mình lúc đó là hạ thấp xuống, thân nhiệt mình xuống, sức đề kháng mình xuống, bị hoạt tính enzyme xuống 40%. Mà cái sợ lạnh là dấu hiệu ban đầu của đó. Nhưng mà mình may mắn mình có cặp đá, khi mà tôi phát hiện được cái chuyện mình chùm đá rồi đó, thì mọi người yên tâm. Khi mình chùm đá thì nó tăng lên trên 1 độ C luôn. Mọi người về thử chùm ha, mình chùm đá xong mình lấy mình trùm lại ha, mình sẽ thấy cơ thể mình ấm nóng lên và mình bị ra mồ hôi. Ra mồ hôi là nó tăng lên trên cái 37 độ rồi. Trên 37 độ rồi nó ra mồ hôi. Và cái nhiệt độ đó mình chùm á, đá này đặc biệt con cái là nó chùm á, là nó kéo dài cái hơi nóng của nó giữ nóng ở trong cơ thể mình á. Mà khi mà chùm đá là được 2 giờ đồng hồ, mà nó giữ nóng cơ thể mình á là được trên 6 giờ đồng hồ. Hay không? Thì khi mà nhiệt độ tăng vậy, cái sức đề kháng mình tăng tốt lên vậy, thì không có bệnh tật nào mà xâm nhập vào mình được hết. Chưa nói tới cái chuyện mà mấy ngày nay học cái cách mà làm nước ớt để chúng ta uống, nước ớt để cho làm máu huyết chúng ta lưu thông. Và trong ớt, nước ớt nó còn có nhiều cái thành phần vật chất nữa mà có lợi, rất có lợi trong cơ thể chúng ta. Tôi nói lên những cái điều này là bởi vì tôi là một người là nhân chứng trong cái vấn đề của này. Tôi cũng có cái may mắn là phát hiện ra phương pháp này, nó cứu tôi trước rồi tôi mới nói với, để cho mọi người hiểu biết, để mọi người tự cứu lấy mình. Vì trước kia tôi cũng vẫn như vậy, tôi vẫn bị những cái triệu chứng giống như mọi người bây giờ. Và bây giờ may mắn quá, tôi bây giờ tất cả đều trở lại bình thường hết rồi. Mà điều đó không phải là chỉ do nhờ một ít thuốc mà mình đang điều trị, mà còn nhờ vào cái tập luyện, nhờ cái phương pháp mà mình ăn uống, nhờ phương pháp mà chườm nóng, cho đến bây giờ mình mới có được cái sức khỏe như vậy. Rất mong, và rất mong mọi người lưu tâm. Và sau khi học được lớp này xong rồi, mình về mình thực hiện được những cái điều đó. Và cái thực hiện điều này á, không phải chỉ mình thực hiện cho mình không đâu, mà mình còn phải giúp cho những người trong gia đình mình. Mình phải thuyết phục cho người gia đình mình, mình thuyết phục cho những người xung quanh mình, để họ cùng với mình mà có một cái sức khỏe và cùng sống trong một cái xã hội mà lành mạnh tốt đẹp.
Tôi còn nhớ một cái câu kết cuối cùng mà hồi xưa mẹ tôi á, là lúc mà cái năm mà tôi còn nhớ mà cái năm mà mới giải phóng đất nước mình còn nhiều khó khăn lắm. Tôi đi làm về kiếm tiền đem về đưa mẹ, anh em tụi tôi làm kiếm tiền đưa cho mẹ tôi. Mẹ tôi mới nói bây giờ á, là bà lấy tiền ra bà mua gạo mua đồ bà cho hàng xóm hết. Tôi này trời ơi má ơi đi làm kiếm tiền cực khổ quá, má đi mua gạo cho người ta ăn trơn rồi, còn tụi này thì tao cũng chưa cho mày ăn chứ tao có để mày đói đâu. Nó nhưng mà tụi con cực lắm, làm có tiền mà chia nó, mà nói mày không hiểu gì hết á, mày sống á mày chỉ biết mày thôi, nếu mà tao chết hết mày sống với ai? Mày chờ thế ông nói một cái câu vậy. Nên ở đây là không biểu mọi người phải chia gạo chia cơm, vì xã hội mình giờ nó khá nhiều lắm rồi, không còn khổ sở nữa. Thì bây giờ mình phải biết chia cái hiểu biết của mình, cái kiến thức của mình về sức khỏe, để tất cả mọi người trong cộng đồng đều ý thức và bảo vệ sức khỏe, để mà có một cái xã hội lúc nào đi ra gặp cũng cười, lúc nào cũng tươi chứ khỏe, lúc nào cũng nhăn nhó hay là rên là ôi trời ơi đau quá đau quá. Ok vậy nha. Hốp đi anh em, chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.